Anh muốn mua xe, vậy nhu cầu của anh sao á? Một tuần 4 đến 5 lần là được rồi. Ủa, gì vậy? Anh ơi, em hỏi nhu cầu mua xe. Thì anh nói đó, một tuần người đi 4 đến 5 ngày. Cái đó người ta gọi là tần suất anh. Một đêm 2 tới 3 lượt á. Anh ơi, thiếu tao nhã quá. Gì vậy em? Không thể nào trong sáng với cái cách nói chuyện của anh được. Là tại em. Anh nói là một tuần anh sử dụng xe từ 4 tới 5 ngày. Ban đêm anh chạy 2 3 lượt khách kiếm thêm tiền chạy dịch vụ đó. Nên là anh cần một cái xe giá rẻ nè, nhỏ gọn với lại tiết kiệm xăng. Dạ đây anh, em giới thiệu anh con Vios nha. Không được em ơi, uống sao với anh? Sugar Mommy cũ của anh tên Vi, anh không muốn lái bà nữa. Ủa anh cỡ này rồi Sugar Mommy anh cỡ nào? Đầu óc em đen tối mà em được cái hổn nè. Vậy em giới thiệu anh con Fortuner nè. Con này nó có cảnh báo an toàn với lại máy mạnh luôn anh. Ừ anh cũng cần cảnh báo an toàn với lại máy mạnh đó. Nhưng mà giá phải bằng 1/4 con này. Trời ơi em nè anh ơi, trời ơi tức con nhỏ xeo dễ sợ ra giờ nó dắt ổng đi lòng vòng. Con này là con gì ấy, em? Dạ em là Wego 2024 bản full luôn có 405 cũ à. Em là có cảnh báo điểm mù nè, cảnh báo phương tiện cắt ngang nè, bảo đảm với anh mấy con mà ngang ngang em là không có con nào có hết trơn á. Máy 1.2 đảm bảo với anh mạnh nhất phân khúc luôn. Con này chạy dịch vụ được không vậy? Bên trong rộng rãi có chế độ max cool làm lạnh nhanh luôn, chở khách là khách cho 5 sao, bán kính quay đầu có 4,5 mét là quay đầu gọn ơ trong phố. Chở người nhà thì người nhà mê mà chở khách hơi bê bê thì khách ói. Ủa gì kỳ vậy? Thì đời tài nó bạc mà anh. Ok anh lấy em. Anh lấy em hả? Lấy em thôi.